Rồi cô ta đi học, học xong cái nhận làm em nuôi. Nhận làm em nuôi. Anh nói thôi giờ anh cũng ở không, em cũng ở không, giờ thôi mình yêu nhau đi. Trời ơi, ghê luôn. Ủa nhưng mà lúc đó là lớp mấy? Dạ lúc đó con đang học lớp 11. Là hồi xưa là tụi con rất là nghèo, nghèo lắm. Ảnh thì đi xuống đây tự đi học tự đi làm thì không, cũng không có điều kiện luôn. Chặt bạn của chị con á là mai con sau đó đi bán. Thì ảnh lại liên hệ với chị con, anh nói là nói anh đó mai cho em con sau đó tặng Linh đi rồi tới em lãnh lương á, em gửi tiền lại cho. Là cái câu chuyện đó là em không biết luôn. Cái giai đoạn đầu á là ổng có mò qua phòng của con không? Không, ổng dụ con sớm lắm. Đúng không, 18 tuổi là ổng dụ con rồi. Tụi con nhà làm sản xuất muối Tây Ninh. Cảm ơn, thấy không, thấy hay không? Rồi thôi mời mời, cảm ơn. Đây, cảm ơn hai đứng. Tôi ăn thử rồi, chơi luôn đi. Đây này, chị rất thích cái loại muối mà nhuyễn nhuyễn này nè. Má ơi, nó lên nó ốc o luôn rồi. Thôi giờ cay. Thôi bây giờ cay quá. Dạ đúng rồi. Bây giờ cay. Mình nghỉ đi, mình đi kiếm kiếm ổi đi. Sống mình ăn đi. Ổi đi ngon quá. Ừ. Cái này chay hả? Dạ chay hết hai mũi đó. Cái này hai hũ đó chay hết á con. Cái này mặn, cái này chay nè. Thôi mặc cái muối là chay rồi. Sao hai đứa không? Cái hiệu của mình là cái gì cơ? Dạ hiệu muối Linh Nù. Dạ con tên là Linh thì con nù quá mọi người kêu con là nù, thì bây giờ con lấy cái biệt danh là Linh Nù luôn cho dễ nhớ. Cái gì? Con bự quá nè. Trời ơi. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu sơ sơ về mình nào. Dạ, con xin chào cô chú cũng như là toàn thể khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, con là tên là Nguyễn Trung Hậu, năm nay con 34 tuổi. Và hiện tại thì con đang là kinh doanh về mảng bất động sản cũng như là review về bất động sản tại Tây Ninh. Rồi, giờ mời con. Dạ, con là Phạm Thị Kiều Linh, năm nay con 32 tuổi. Hiện tại thì con ở nhà là con làm nội trợ, với lại hiện tại con cũng có một kênh TikTok về review food. Là TikTok của con là Linh Nụ Tây Ninh luôn. Con ở Tây Ninh đúng không? Chồng con cũng ở Tây Ninh đúng vậy không? Là các con quen nhau ở Tây Ninh. Ở Tây Ninh. Dạ, đúng không? Cái đó hay quá. Và hai đứa quen nhau từ cái thời gọi là thanh mai trúc mã. Hay luôn. Tức là từ cái thời cấp 1 tới cấp 2, cấp 3 rồi học rồi đại học rồi cưới nhau luôn. Con quen hồi lúc cấp 3. Con 17 tuổi rưỡi là anh hốt con rồi. Học trò của con. Dạ hồi xưa là con trợ giảng về tin học á, về chứng chỉ AB. Rồi cô ta đi học, học xong cái nhận làm em nuôi. Nhận làm em nuôi. Dạ. Lúc mà vô dạy á, thấy con bé này nó có cái gì đặc biệt hơn so với mấy bạn học trò kia không? Tại hồi xưa là còn lúc mà đi học còn nhỏ cũng đâu ấy, từ chờ tụi con chỉ là học thôi. Ừ. Đó. Vậy hả? Nhưng mà Linh thì có để ý ông thầy này không? Ông dạ, thầy này có cái răng khểnh, có duyên không kìa? Dạ cũng không, kiểu như lúc đó còn nhỏ lắm, lúc đó con mới học lớp 8 mà. Từ từ lớn lên rồi sau đó anh đi Sài Gòn học một thời gian rồi anh về rồi mới gặp lại nhau kiểu như dịp lễ Tết đó cô. Rồi xong rồi tự nhiên anh nói thôi giờ anh cũng ở không, em cũng ở không, vậy thôi mình yêu nhau đi. Trời ơi, ghê luôn. Ủa nhưng mà lúc đó là lớp mấy? Dạ lúc đó con đang học lớp 11. Rồi lúc mà nhận được cái lời đề nghị khiếm nhã ấy, con nói con là có trả lời không? Thôi kỳ lắm, hồi xưa quen nhau rồi làm em nuôi đủ các kiểu đó rồi giờ vậy kỳ lắm, ngại lắm, con không chịu. Cái ảnh cũng nhắn tin đồ tối ngày á, hồi xưa cái nhắn tin mà ha đăng ký mà 100 tin nhắn một ngày á cô. Nhắn riết á mà cua được con. Cái điều gì ở bạn này nó khác so với các bạn gái trong lớp của bạn ấy mà khiến cho ông thầy ông lại say mê cô này á? Cười thấy dễ thương á chú, điện thoại rồi đó, hoặc là mỗi lần mình gặp cái tự nhiên thấy cười cười cái tự nhiên lại mà nó lại đầu ra nó khó chịu mình nó nhẹ nhàng ha tự nhiên. Nhưng mà cái món quà đầu tiên mà anh tặng con là cái gì? Dạ đó là một cái con sâu mà hình con gấu hồi xưa cô, có mấy con sâu dài dài vậy nè. Năm sinh nhật con 18 tuổi luôn. Về cái con sâu đó thì nó có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, là hồi xưa là tụi con rất là nghèo, nghèo lắm. Ảnh thì đi xuống đây tự đi học tự đi làm thì không, cũng không có điều kiện luôn. Chặt bạn của chị con á là mai con sau đó đi bán. Thì ảnh lại liên hệ với chị con, anh nói là nói anh á mai cho em con sau đó tặng Linh đi rồi tới em lãnh lương á, em gửi tiền lại cho. Thương ghê. Là cái câu chuyện đó là em không biết luôn. Cái xong sau lợi cái em với ảnh có một cái xích mích là em muốn chia tay em mới kể chị em nghe. Thì chị em mới kể ra câu chuyện đó. Thì em mới nói là trời ông này kiểu ông cảm thấy ông thương mình á, là anh bỏ hết cái sự diện của người đàn ông luôn, là liên hệ với chị em để coi như là rụng tim. Dạ luôn. Đúng rồi, là từ đó là về sau là con không có bỏ được nữa. Vậy mà có lén lút với gia đình không? Mẹ con đâu cho quen đâu, ba mẹ con nói là còn nhỏ lắm. Tại vì lúc đó quen là khoảng hơn nửa năm bắt đầu. Trời, con có một em đáo để lắm, nó còn nhỏ, lúc đó còn nhỏ, hai chồng con chở nhau đi chơi á, cái nó thấy vậy mét mẹ con. Rồi về mẹ tính sao? Về mẹ la quá chừng luôn, mẹ nói là còn nhỏ lắm, đi học đi con, từ từ đi. Con học xong 12 con bắt đầu con đi xuống Sài Gòn. Thì ảnh là người
chở con đi xuống Sài Gòn để lo hết mọi thứ, giống như trường học rồi chỗ ăn chỗ ở. Thì lúc đó mẹ con mới bắt đầu thay đổi cái cách suy nghĩ về ảnh luôn. Mẹ con chấp nhận luôn, ba con cũng vậy luôn. Ba con cực kỳ khó luôn, không bao giờ cho đi đâu riêng mà khó lắm. Nhưng mà cuối cùng là rất là thương chồng con nha. Hai đứa lên Sài Gòn lạ nước lạ cái rồi ăn ở làm sao? Ảnh ở đây trước con 2 năm thì ảnh bảo bọc con giống như một đứa con vậy đó, con giống như có người cha thứ hai vậy đó. Dạ lúc đầu xuống ở riêng, con ở với bạn con, ảnh ở với bạn ảnh. Nhưng mà chung khu phòng trọ, ở khác phòng, từ từ mình mới chuyển từ từ. Đó. Đầu tiên là xuống là con kiếm phòng trọ cho vợ với bạn của vợ là ở chung với nhau. Cái giai đoạn đầu á là ổng có mò qua phòng của con không? Không, ổng dụ con sớm lắm. Đúng con 18 tuổi là ổng dụ con rồi. Hồi xưa là còn ở Sài Gòn, ở nhà ở Tây Ninh á. À, con nhớ là lúc con đi học cái tới 30 tháng 4 á là được nghỉ. Cái nói với mẹ là cho con đi chơi với trường. Trời ơi, đi xuống thăm ổng. Ổng dụ xuống chơi với ổng đi cho biết Sài Gòn với người ta. Mình cũng thứ nhất mê trai, thứ hai cũng phái Sài Gòn rồi, mới lớn mà. Đi xuống dưới ổng cứ sờ mó rồi này nọ rồi vậy đó con. Cái con nói về nó chắc chia tay ông này quá, ông này ổng sờ mó quá. Ông cho con coi phim ổng cho coi gì không? Ổng mở phim Tận Thế cho con coi chứ. Tận cho con sợ á. Sợ cái đồng đó ông đâu đi kia rồi vậy đó. Sợ cái này cao ai dễ sợ luôn. Biết gì biết không? Ổng dân tình học mà. Ừ biết gì đó sao không đi coi kịch ma bên tôi nè. Đi bao lâu mới về hả chung? Dạ xuống Sài Gòn thì chắc cũng khoảng năm thứ hai mới về ở chung. Dạ. Ủa nhưng mà là hai vợ chồng đã lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới được 4 năm. 4 năm mấy bé? Chưa có bé nào hết. Trời ơi, hôm nay lên đúng chỗ luôn. Thôi để chút nữa đi xong trước khi tạm biệt á, rồi mình chúc nha. Dạ. Cái giờ đó, cái thời khắc nó linh dữ lắm. Coi như là quen nhau mười mấy năm, rồi lấy nhau 4 năm nữa. Dạ. Trời đất ơi, gần 20 năm rồi. Dạ, tụi con ở bên nhau mười mấy năm. Đó. 15 năm. Vậy chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Trời ơi, quá trời. Trời ơi, quá trời. Trời ơi, nó nhăn mặt luôn rồi. Nãy giờ ông chồng im quá. Bây giờ Linh Nù nó có tật xấu gì không? Dạ, bà xã con thì cũng có một tí xíu ấy thôi, chứ không có nhiều. Như là nhiều khi mà con đi nhậu rồi về thì cũng hay cằn nhằn đó, nhưng mà được một cái là chở con đi rồi rước con về. Đi nhậu là cằn nhằn nhưng mà chở đi thì rước về. Có cái là hồi xưa thì con cũng ốm đó, nhưng bây giờ con mập về là bà đánh rắm nhiều lắm. Rồi đánh rắm là đánh liên tục, nhiều khi là riết rồi cái con tròn trẻ giống vậy luôn đó. Nhỏ tốt bụng mà. Dạ. Dạ có một cái nữa là hay lo chuyện bao đồng. Đi mà thấy nghe bạn bè hay là người ta có cái việc gì hay là cái chuyện gia đình gì của người ta cũng ngồi tư vấn. Rồi cái đầu lo đó làm sao rồi nhà không biết bà chị giờ xử lý công việc xong chưa. Mà không phải chuyện của bà. Dạ không phải, không chuyện của mình luôn. Tại giờ đang rảnh. Bây giờ á con quất cho nó hai đứa con đi. Dạ. Coi nó có rảnh để mà nó lo chuyện bao đồng không. Rồi bây giờ mong muốn Linh Nù nó thay đổi điều gì? Vợ cũng gắng đẻ cho con được đứa con đó là được rồi. Rồi bây giờ Linh Nù nè, khui đi ổng bao nhiêu tật xấu, khui đi. Chồng con là chỉ có cái tính hay cầm ràm. Đi về hay thấy cái đó là sao bữa nay em nấu ăn nó hơi lạt nha, em nấu ăn hơi mặn nha. Rồi kiểu cái tâm lý mình mới nấu ăn ra nó rất là mệt. Sao mà ổng cầm ràm vậy? Thì con cái tính con cọc cho lắm. Con cự nó về anh hay lề mề lắm, kêu anh ơi đi tắm đi lẹ đi, mình đi cái công chuyện gì nằm nó lướt họ chút gì nè, xong nó mới đứng dậy. Cái cảm giác mình đang gấp mình khó chịu lắm. Thì con chỉ muốn anh nhanh hơn chút xíu thôi. Nói chung vợ chồng con cũng không có vấn đề gì lớn hết, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Dạ. Thì con là con dân công nghệ á, nên mọi thứ con làm con hơi cầu toàn tí. Là ví dụ như cái đó là phải 10 là 10 để mình làm cái đó là nó phải đúng á, mình sợ là mình làm nó không có tới. Dạ. Rồi. Dạ. Thôi thì bây giờ anh Thuận chỉ chúc cho hai vợ chồng sẽ thương nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Ha, công việc thì thuận lợi phát triển. Dạ. Đó. Nhưng mà nói gì nói cũng phải giữ sức khỏe. Dạ. Đặc biệt là muốn có con thì trước hết là nhậu phải bớt lại xíu. Đó. Rồi chúc cho hai vợ chồng nha, năm sau chúc cho có thằng trai. Dạ, nghe, con nghe cảm ơn nhiều. Dạ. Linh Nù. Dạ. Rồi. Dạ, em là Cao Minh Hậu, năm nay 28 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Minh Hậu. Dạ, dạ em là Lê Nguyên Bảo Ngân, em 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai em lấy nhau lâu chưa? Dạ, được 7 tháng anh. 7 tháng, quá son luôn rồi. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, thì em với vợ em là làm chung một cái ngành. Mà em là thì bên nhà in, thì em là hay qua bên chỗ công ty của vợ em để ký hợp đồng. Thì lúc đó thì chưa có để ý vợ em, thì có quen một người bạn của vợ em.
Thì sau có để ý cô ấy, nhưng mà là cô ấy đã có gia đình rồi. Vợ em có nói chuyện với lại bạn ấy, thì bạn ấy mới cho số điện thoại của em. Không, là tại vì lúc đó là em gặp anh là giống như là trời định hay là duyên số hay sao á. Lúc mà em vô công ty, làm công ty em là công ty sách, thì ảnh là nhà in. Mà em thì bộ phận biên tập không có liên quan đến ảnh, ảnh là làm việc với bên sản xuất. Ảnh thì ngày nào cũng qua công ty em hết á, lúc đó thì ngày qua chắc cũng 5 số lần á. Rồi xong qua thì làm việc với bên kia không liên quan, em cũng không để ý đâu. Tại nhìn cái mặt non quá mà chắc là ú cái thằng này ngày nào nó cũng qua công ty mình á, mà nhìn mặt nó kẹt à. Cái xong tới hồi cái tự nhiên lúc đó đang mỏi mắt ngước lên nhìn cái thấy ôi sao mà mặt non mà tóc bạc thắt, thôi chắc có gia đình rồi. Tôi cũng không quan tâm rồi, tiếp tục làm việc. Xong cái ngày được trời lại ngước lên nhìn thì anh này anh có tình ý với cái bé đối diện của em. Thì anh nhìn anh cười, anh nhìn cái bạn đó anh cười thì em mới ngước lên em thấy. Vừa ngay lúc đó cái lúc ăn trưa em mới nói chuyện với bé đó, ủa cái anh đó anh cười nhìn dễ thương quá ha. Cái xong bé nó rất là nhiệt tình, chị xuân thảnh thì chị lấy rồi em cũng lấy luôn, em lưu vô điện thoại em luôn mà em không có làm gì hết á. Rồi xong cái một ngày đẹp trời buổi tối, lúc đó là tối thứ sáu, tại vì lúc đó là deadline là tại em làm biên tập á, mà tới ngày đó là phải giao sách thì không có kịp nên tối về nhà làm khuya. Mà em làm khuya thì em buồn ngủ cho nên là em phải lên mạng em kiếm cái gì mà nó ghê ghê để em coi, mà em rất là sợ ma. Thôi lúc đó 12 giờ mấy tự nhiên lên mạng search phim ma, cái nó hiện ra chữ phim ma dai là phim ma hài của anh Đức Thịnh đó. Cái rồi xong mở ra coi, vừa mới coi mấy phút đầu tiên cái nó lúc xong mệt quá, không có kiểu là không có than thở được với ai hết đó, tại vì em thì em xa quê có mình em ở Sài Gòn thôi. Thì xong mới lục danh bạ để kiếm, thôi giờ mình muốn than cũng không biết than với ai, có kéo kéo lên tự nhiên thấy tên anh này. Cái vừa lúc đó là trên phim nó chiếu tới cái đoạn mà gì cái anh người yêu của cái cô đó đó nhắn tin là thuê bao quý khách đang sử dụng đang bị theo dõi bởi một thuê bao khác gì đó, cái em dọ gõ y chang vậy luôn, cái em gửi cho ảnh, em gửi tin nhắn cho ảnh lúc 1:30 sáng. Vậy lúc đó ngủ không? Dạ lúc đó thì trùng hợp là ngay lúc đó em thì cũng đang coi phim kinh dị, đang ngồi coi luôn muốn chết luôn, tự nhiên có tin nhắn tới. Một giờ rưỡi tin nhắn tới. Và ngoại thì cũng đang ngủ ở trên giường, cũng nghe tiếng chuông điện thoại. Cái ngoại hỏi ủa cái ai giờ này nhắn tin vậy trời, sao giờ này mà ngủ tới nơi mà nhắn tin. Nó mở ra thuê bao khách bị để ý nhiều đâu quá, nó xây qua nó ngoại nhỏ nào cũng khùng dữ. Giờ 1:30 mà nó nhắn tin cho mình không thèm nhắn lại, không thèm để ý luôn. Ủa khi nào thì em mới biết rằng là cái tin nhắn đó là của cái cô này? Dạ thì sau khi nhận được tin nhắn đó thì qua buổi sau thì cái bạn mà bạn của vợ em á thì có cho em cái Facebook của vợ em. Thì em có lên coi thấy cái avatar thì thấy cái số điện thoại nó cũng trùng khớp luôn. Là hiểu rồi ha. Dạ là hiểu rồi. Xong rồi cái thì về cũng thì em cũng muốn nhận là thì em nhắn tin cho anh, nhưng mà thì em là em nhắn tin là chọc anh thôi chứ em không có ý định gì hết. Tại vì lúc đó thì em cũng coi Facebook của ảnh thì cũng đăng hình người yêu này kia, là em biết ảnh có người yêu rồi. Thì em cũng nói là thì em chọc anh thôi chứ em không phải là tán tỉnh gì anh đâu. Thì xong ảnh nói là thì cũng nói chuyện qua lại khoảng tuần sau á, thì anh nói là anh có người yêu nhưng mà kiểu là đang trục trặc này kia gì đó, thì anh cũng không muốn tiếp tục nữa. Rồi cái 2 tuần sau cái anh chở em về nhà luôn. Rồi yêu bao lâu thì cưới? Cưới thì 1 năm sau vậy, nhưng mà khoảng 6 tháng sau là mẹ ảnh nó ra nhà em nói chuyện này kia. Rồi nói chung là từ lúc yêu tới lúc cưới là khoảng 1 năm á. Cái lúc yêu nhau thì ảnh có phải là tuyết người lãng mạn không? Dạ nói chung là lãng mạn thì em phải hò hò hét ảnh, em phải ép ảnh cho ảnh mới chịu. Cái lần mà em nhớ nhất là lần ảnh cầu hôn em á, là cái đợt đó là chuẩn bị kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Thì ảnh sáng nó tự nhiên chạy tới công ty em gọi em kêu em xuống đi, cái dục cái hộp mà có chiếc nhẫn trước mặt em kêu nè. Xong cái em mới nói là ủa sao kỳ vậy, nè cầm đi anh đi nha, anh đi nha. Xong chạy mất tiêu luôn. Cái em cầm lên rồi em không nói gì hết. Cái tối anh qua nhà em thì em mới nói là anh muốn gì thì anh phải nói đàng hoàng chứ anh đưa vậy sao mà em biết được. Mà lúc đó khung cảnh rất là lãng mạn, lúc đó khoảng 9 giờ đêm á. Mà cái đường hẻm nhà em thì nó rất là chật, cái bên này đứng ngay chỗ này đóng rác, bên chỗ này đóng rác, chứ là giờ là giờ đổ rác của người ta, tại sáng sớm là người ta đi lấy rác. Mà anh đứng kế bên, anh đứng cái ảnh cứ cầm tay em, nói em à thời gian vừa qua em để nói chung là nói cả nửa tiếng đồng hồ mà chưa có chịu điêu cho em thì em mong là điêu lẹ đeo lẹ đi cho nổi. Mà anh cứ đứng nó hoài, anh cứ nói này nói kia, nói tùm lum tùm la mà không chịu đeo. Em cũng ráng kiềm chế tại mình đang hiền thục, người ta đang cầu hôn mình mà. Rồi xong cái vừa lúc đó ảnh chuẩn bị đeo thì chị chủ nhà trọ em đi ngang qua, chị đi ngang qua chị thấy hai đứa, chị cười thôi, chị cũng nó bưng quơ vậy, trời ơi cái bữa nay sao hôn mày rét quá. Anh ấy có thường xuyên tặng quà cho em không?
Dạ, qua thì cũng là một lần rất là ấn tượng, hồi đó mới quen nhau hai tuần. Nói chung em với anh này rất là nhiều ấn tượng luôn. Thì lúc ảnh rủ em này đi lên chùa của ảnh á để làm dự cái lễ là Vu Lan báo hiếu. Nhưng mà em từ chối, em không đi. Cái tự nhiên sáng trưa đó ảnh nhắn tin cho em, anh kêu ra lấy bông nè. Em tưởng là tặng bông gì mới yêu mà, tặng bông hoa hồng hói gì. Tự nhiên ra thấy nguyên cái bông hồng kỳ áo có chữ Vu Lan báo hiếu. Là có một lần đó thôi đó hả? Một lần tặng hoa đó dạ, thôi. Dạ có lần khác. Đâu lần khác, em kể lần khác coi. Thì lần khác là vô tình em đi cũng đi qua khách hàng. Thì em có vô cái nhà sách đó, em thấy cái một con gấu bông rất là dễ thương. Có ý là thôi mua cái này mình tặng cho người yêu của mình. Gấu bông. Sẵn mua một cái bông hoa hướng dương tại vợ em rất là thích hoa hướng dương. Mà ghi vô cái thư là ghi là kính thưa người yêu gì là nhân dịp không nhân dịp gì cả. Anh tặng em gấu bông với lại hoa của anh. Rồi cái này đem đến tặng. Dạ. Thì xong em mới chụp rồi em đăng Facebook thì em mới nói là trong cuộc đời lần đầu tiên nhận được món quà do người yêu tặng mà có ghi chữ kính gửi. Đó, kính gửi rồi cái kia thì tặng là báo hiếu Vu Lan. Vậy là trong lòng em vợ em là cái gì? Suốt đời này anh nguyện báo hiếu cho em. Tụi em về ở với nhau là 7 tháng. 7 tháng đúng không? Dạ đúng. Vậy thì kể cho nhau nghe những tật xấu về nhau đi. Ông xã em tật xấu nhiều không? Chồng em thì nói chung là không. Ảnh kỹ tính mà kỹ tính quá mức luôn. Ảnh đang ngồi đánh giày đúng không mà nó không bóng. Chạy đang ngồi đêm 9 giờ xách xe chạy ra ngoài đi mua hộp xi đánh giày về đánh lại đôi giày. Rồi xong thường á là ngủ dậy á thì sáng là ảnh đi làm xa cho nên là 5:30 là dậy rồi. Thì em xuống em nấu đồ ăn sáng này kia, đồ ăn trưa này kia cho ảnh mang đi. Thì ảnh ở trên ủi đồ mà em nấu xong, em làm xong vòng rồi lên ủ trưa xong cái áo ra ngủ chà 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 chà. Tức là quá kỹ đúng không? Quá kỹ. Bà xã em có tật xấu gì? Vợ em thì ngược lại hoàn toàn với tính của em. Rất thì là lười. Lười. Dạ. Thì thường á em biết là vợ em làm vậy rất là mệt. Rồi phải chạy về tới nhà và phải chạy xuống nấu ăn nữa. Cái tật của vợ em là thay đồ ra để đi xuống nấu ăn thì đồ đạc quăng lên giường luôn. Tánh em là khi mà về mà bước vô nhà là nó gọn gàng. Gọn gàng một chút. Mình cảm thấy mình về mình bao nhiêu mệt mỏi mình nó tan hết. Chỉ có vậy thôi, tức là hơi bừa bộn. Không phải gì, thật ra là từ lúc mà em lấy ảnh xong là em lên chắc cũng khoảng chục ký. Cho nên là buổi sáng em đi làm em rất là mệt mỏi. Mở tủ đồ ra sau em lấy cái này, xong lấy cái kia, xong lấy cái. Nói chung là em tìm được một bộ đồ mà em mặc vừa để em đi làm nó cũng khổ sở lắm. Xong tủ đồ là 7:30 rồi ấy là phải phóng đi làm. Dục nguyên bãi chiến trường xong chiều về mệt quá rồi. Mà nghĩ tới cảnh giờ phải nấu cơm rồi này kia cho chồng ăn nữa rồi xong. Thôi đi lết xuống bếp luôn rồi cái phòng để đó. Cái ảnh về ảnh xuống đi xuống bếp đầu tiên. Là ảnh nói là giờ ảnh mới đi làm về rồi xong rồi nựng nịu gì đó xong đi lên phòng. Mà em nói thôi anh lên đi anh tắm đi rồi em nấu cơm gần xong rồi. Đến khi em nấu xong luôn anh vẫn chưa thay đồ, vẫn chưa cởi giày luôn, đang đứng dọn phòng. Hai em có hay cãi nhau? Anh nghĩ rằng là ít lắm đúng không? Tại vì thấy cả hai vợ thì quá vui tính như vậy không? Chồng thì lại thương vợ nữa, chắc lẽ là ít có cãi vã nhau lắm không? Có cãi nhưng mà cãi ít má chuyện cãi lắm. Chuyện nhỏ nhỏ không ạ? Ví dụ? Ví dụ như là em đang coi một cái chương trình TV thì hai vợ chồng cùng bàn về cái chương trình đó, ý kiến không có đồng nhất với nhau á, là làm ra cãi rồi ví dụ vô tình em nói một câu nào đó khiến cho phật lòng ý vợ, cái giận xây qua tối không thèm hả xây qua. Thường là hai vợ chồng có thói quen là ngủ ôm nhau ngủ đó, xây vô trong không thèm hả không cho ôm không rồi, phải sao? Tại vì xây lúc đó kéo là xin lỗi cũng không chịu. Là đang coi TV xong rồi cái trong TV người ta mới hỏi là ủa trời, từ lúc anh lấy em tới giờ anh có thấy hối hận điều gì không, xong em quay qua hỏi ảnh của anh có hối hận gì không, anh kêu có em ở dơ quá. Xong em bực ra em đi em kêu ở vô lúc nào anh kể ra đi, xong em không phụ anh phơi đồ, em không phụ anh quét nhà thì kia, lúc nào em cũng bắt anh làm hết, em nấu ăn thì em quăng tùm lum ra em không chịu dọn dẹp, anh ngồi kể đi. Xong em đi lên em kêu thôi vậy thôi tôi ở vô thì đừng có đụng vô tôi nữa, xong rồi em quay lại cái tường. Dễ thương em, chuyện dễ thương mà. À, phải chi vợ em giận mà giận rồi xong năn nỉ rồi thôi không nói giận rồi hả cái hồi cái là muốn em quan tâm, tỏ thái độ là muốn em quan tâm, bắt đầu ho sức dầu rồi hả các cái rồi hả thấy tới lúc đó là thấy em không có suy xỉn gì hết trơn á, bắt đầu hả giận đùng đùng lên bước xuống lấy đồ trong tủ ra để em giường đó, mai tôi đi đó nha, mai tôi đi đó.
Còn ai có đi không? Mà thật ra là cái đó là cái chiêu của vợ em. Để đến giường thôi, sẵn qua là để mai mặc đồ đi làm thôi. Chứ không phải để dằn mặt em vậy đó. Ở nhà vậy tụi em có, vợ em có ghen không? Dạ, có. Ai ghen ai nhiều hơn? Dạ, vợ em ghen em nhiều hơn. Chồng em ghen nhiều hơn. Em á thì lâu lâu á thì hay coi Facebook á thì thấy là mấy cái mà hồi kỷ niệm hồi xưa á nó hiện lên á thì mình thấy không vui chút thôi, tại vì đâu phải lỗi của ai đâu mà rồi chia cứu này kia vậy. Cái vấn đề ghen á là hồi trước vợ em làm cá tính á, thường đi từ học lúc mà học đại học cho tới lúc ra làm việc á thì là toàn là quen trai không à. Thế là bạn thân quen toàn là con trai mà hiện tại là có một anh á là hồi trước nó rất là mê vợ em. Mà từ ngày cưới vợ em, cưới được vợ em rồi á là qua bển nhìn á liếc lùm lùm. Thế là anh đó cũng là khách hàng của anh này luôn. Mà mỗi lần qua nhìn là anh không có vui. Tới bây giờ luôn. Tới bây giờ luôn. Chà, hôm nay anh xem chương trình rồi thì anh hiểu rồi ha. Thôi đừng có lườm nữa nha. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ thì đừng có giận mà vô lý quá, đừng có giận vu vơ quá. Thì với lại khi mà chồng làm việc này nọ, phụ việc nhà thì cùng nhau mà làm, hai vợ chồng cùng làm thì nó mới vui. Chứ mà để mình em làm hay để mình vợ làm cũng không có hay lắm. Dạ thì em cũng lúc nào cũng làm chung với ảnh mà, tại vì anh đi làm trễ, về trễ hơn nên em toàn phải làm trước thôi. Em phải so sánh vợ em với những người khác. Có nghĩa là em phải giảm cái đòi hỏi ở vợ em xuống khoảng 1-2 nấc nữa. Là vì em quá kỹ thành ra em đòi hỏi vợ em nhiều hơn cái mà vợ em có thể làm được. Nhưng mà thực ra nếu vợ em đối với người bình thường khác thì nhiều khi vợ em á là còn hơn những người đó nữa. Đúng ý rồi. Chị nói là như vậy để chi biết không, để cho hai vợ chồng vui vẻ hơn, chứ đừng nhiều khi mình chẳng hạn như giờ đó ôm mà nó em ở dơ quá là buồn thiệt đó, nói thiệt đó. À, bây giờ em mong sao thay đổi điều gì? Thì em thì nói chung là từ lúc mà anh lấy em thì anh thay đổi rất là nhiều rồi. Thì em nói chung là khát khao mà trái bỏng nhất của em là em mong anh thay đổi về số cân nặng. Là em cố gắng lắm rồi mà không có làm gì thay đổi được hết. Nhiều khi đi với vợ ngoài đường mà cứ vợ cứ ôm trước vậy nè. Anh nói phải chi em mập hơn xíu là em sướng rồi. Em bớt cái này nhưng mà em tăng cái kia lên. Ví dụ như bớt kỹ là xíu nhưng mà tăng cái đồ ăn lên xíu. Rồi xin chúc hai em lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ như vậy nghe. Dạ em cảm ơn anh chị. Anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Lâm Thanh Tài, năm nay 26 tuổi, quê Quảng Bình và hiện tại sinh sống ở Sài Gòn. Và công việc chính của em là kinh doanh. Kinh doanh ngành nghề gì, bật mí cho anh biết được không? Dạ em kinh doanh chuyên về mảng đông y ấy, đông y và mỹ phẩm. Dạ có mở doanh nghiệp riêng. Hay quá, mời em. Rồi, dạ em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Cô chú luôn đi cô. Dạ. Cho dễ, hoặc là con hoặc là em cho dễ. Dạ. Yeah. Dạ xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Thì hiện tại là con là Trần Thị Thúy Vi, 23 tuổi. Đó, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở quê ở Đà Lạt. Làm gì? Dạ cũng kinh doanh ở phụ chồng ở trong công ty. Là hai vợ chồng đều làm. Nhưng mà là giám đốc doanh nghiệp. Mà giám đốc là chắc có lẽ là đây đúng không? Sếp đúng không? Thôi bây giờ nó nghe nè, nãy là do bị mất sóng. Cho nên là nó bị trục trặc không có rõ. Bây giờ anh mời em giới thiệu lại một lần nữa nghe. Đằng nào cũng phải giới thiệu thì thành ra là gọi cô Hồng Vân với chú Thuận luôn đi. Xưng hô cho nó dễ nha cơ. Dạ vâng. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Và em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình và hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Hiện tại đang làm công việc là kinh doanh và năm nay thì em 26 tuổi. Nhưng mà con kinh doanh gì? Dạ em kinh doanh về chuyên về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Dạ, vâng. Là doanh nghiệp riêng của mình. Dạ đúng rồi. Coi như là vợ phụ chồng. Dạ. Chồng hiểu như là quản lý hết tất cả mọi thứ. Như vậy là coi như là tất cả mọi thứ là hai vợ chồng quán xuyến mà như kinh tế gom hết luôn. Gom hết. Lọc sàng xuống dạ. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi, lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào, cơ duyên nào gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau? Dạ đó là cái lần đầu tiên, là khi đó là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Thì đi làm thì cũng trên công ty có tổ chức về một sự kiện lớn,
Thì bất phước là cái đêm đêm đầu tiên của để mà bắt đầu ngày vào ngày mai để mà mình diễn cái buổi văn nghệ, thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á, thì bất phước anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia, còn con thì đứng ở phía bên này cùng với lại support. Thì anh thấy anh này anh cứ để ý mình mới hỏi là support là tại sao anh kia anh cứ đứng mà anh cứ hỏi mình hoài. Thì bất phước là anh cứ để ý lúc đó từ đầu cho đến cuối luôn, là lúc nào cũng để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng nên rất là khó chịu. Là cái từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến ánh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này dữ dội vậy? Giống như tiếng sét ái tình ấy, giống cái gu ấy. Giống như cái gu ấy, bởi vì em thì đàn ông mà cứ thấy con gái là mình phải tia. Thế là cái cô này lại đúng gu của mình, là thấp luôn luôn nữa. Mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Cho nên là bản thân em cũng tia. Thế là nhìn nhưng mà không có cảm tình gì. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn qua nhìn lại. Rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Thế là hai bạn cứ nhìn nhau thế. Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Dạ. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình. Nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Dạ. Chưa. Vậy là sau ngày đó thì bao lâu? Dạ qua ngày mai là cái buổi chính thức, là buổi sự kiện chính thức tổ chức ra á. Thì trong cái buổi giao lưu của trong cái chương trình sự kiện đó thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Anh thấy mình là cứ chặn đầu thôi, mình kêu là đi ra chứ sao đứng đó, cứ chặn đầu với mình. Nó cứ chàng ràng. Dạ đúng rồi, lại thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Mình cảm thấy là tại sao cứ chặn đầu với mình như vậy. Thì nói chung là bữa đó là cũng không có ý gì hết, chỉ mới là cái mà để cái rào cản thứ nhất để mình để ý đến cái đối tượng này sao. Là kiểu như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Dạ không. Hay là chỉ sàn qua sàn lại gì đó, bích đường người ta. Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười, nhìn nhau cười thôi. Dạ đúng rồi, cứ kiểu là nhây nhây với nhau ấy. Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì như thế nào, tại sao hai đứa lại đến với nhau? Sau đấy thì bởi cái lúc đấy em là quản lý cho công ty đấy. Thì cô này mới là một nhân viên mới. Thì học cái kỹ năng về bán hàng ấy. Thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng. Thì cô ấy cũng học và sau đó thì một thời gian thì bén duyên. Thì chắc là để vừa em kể cho nó hay. Rồi bây giờ bén duyên sao nè, ai là người chủ động tỏ tình? Dạ như là con thì phải. Luôn hả? Dạ. Nói chung là bữa đó là có cả mình gọi là nhân viên ở sau mình nữa, nhân viên dưới mình thì dẫn cái bạn đó đi học, tại vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi và rất là xuất sắc luôn, nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất phước sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo là pin quản lý, trợ lý quản lý. Thì mình cảm thấy là trợ lý quản lý như vậy thứ nhất là rất là giàu, rất có tiền rồi. Dạ ngon đúng rồi. Tại vì hồi đó là chỉ mới là sinh viên thôi thì làm gì có tiền. Thì thấy ảnh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, là nhắm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa là cũng có bà chị làm chung thì chị cũng có nói là anh này, bạn này là sinh năm 95, là hợp tuổi rồi. Là đầu tiên là thấy hợp tuổi á. Là thứ hai nữa là hồi đó có hay đi cờ bói kêu con cứ chồng sang mà xem 95 là con cứ lựa những người như vậy thì mới giàu. Thì mình lại có những cái định là lại thứ nhất là lên vị trí quản lý, thứ hai nữa là hợp tuổi mà sinh năm 95 nữa. Thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết để tiếp cận là con đã coi như là giăng bẫy để cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Bây giờ cái kế hoạch giăng bẫy làm sao? Chiêu của con sao, con chia sẻ cho cô nghe coi. Là bữa đó là trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà. Thì bữa đó là con có cầm những cái tấm hình đó thì xuống nhờ ảnh á, là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó. Và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook. Là kết nối hỏi Facebook anh ấy tên gì. Rồi kết nối trên like để mà mình hay thường xuyên mình nhắn tin. Thì kết nối được rồi là sang về nhà là cứ nhắn tin. Mà anh này anh rất là chảnh luôn. Anh không có trả lời, kiểu như là mình nhắn tin kiểu như nhắn tin rác vậy đó. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà anh cảm thấy là
mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do gì sao mà em lại không trả lời với cái người tin nhắn của người đẹp này? Trong khi đúng gu của mình rồi đó. Đúng gu rồi mà lý do gì? Trước đó là khoái cười. Trước đó em thực tế thì em cũng cười nhưng mà không có một cái chút gì đó là đồng lại. Thì bản chất là cứ thấy con gái xinh xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Thế là thấy cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng. Thế là em cũng bỏ lơ, không quan tâm lắm, bởi vì lúc đấy cũng bận cái chương trình công ty nhiều cho nên không quan tâm. Thế là một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại, thì cũng gặp mặt rồi nói chuyện rồi chỉ cô bán hàng làm sao để mà bán được hàng. Thế là một thời gian thì hai bạn rủ nhau đi ăn, cứ đi làm về thì bảo là anh về thì cùng đường với em, chờ em với. Thế là bữa cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này. Thế là dẫn cô này đi ăn được mấy bữa. Thế là mà thật sự là em có cùng đường về nhà với anh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe. Nhưng mà cái đường cái nhà của em ấy, anh có cùng đường không? Em sẽ cái em hỏi, cái bẫy thì bởi vì mới hỏi đó. Thì đó. Đang văng chiêu mà. Đó. Bây giờ đang văng lưới mà. Thì bởi vì mới hỏi nè để cho cô nói nè, đó. Hồi đó là có hai bãi giữ xe. Một bãi là sau lưng công ty gần quá. Một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần một cây số. Thì mới tới chỗ giữ xe. Thì đã có ý định rồi thì phải gửi xa xa một chút để mà cùng đường đi với anh này về. Để ít nhất là nhờ anh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với hay là một cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận với nhau. Dạ đúng rồi. Nhờ bây giờ mọi lúc mọi nơi. Bây giờ kể cho anh nghe một cái lần mà coi như là tiếp cận mà nó đáng nhớ. Một cái kỷ niệm mà nó đáng nhớ lúc mà em văng bẫy anh đó. Tung đòn cuối. Anh dính luôn á. Cái đó là gọi là tung đòn cuối. Tung cái knock out luôn á. Dạ, cái hôm đó là cái hôm là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi. Thì bữa đó là bất phước là anh này anh kêu anh có việc. Thì mình cũng lang thang đi từ đó mà đi chậm lắm. Đi chậm tới chỗ chung cư, tới chỗ gửi xe đó. Thì bất phước mình nhắn tin ảnh, mình cảm thấy là bây giờ làm sao để anh ra. Anh có đang bận mà. Thế vậy alo anh ơi, em đang đứng ở dưới chỗ này nè. Anh có ra được không thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để mà để anh ra được. Lúc đó buồn rồi, nói chung là rưng nước mắt rồi, nói chung là phải làm sao cho anh ra là được ngày hôm đó. Là tối hôm đó sau là anh chạy ra, anh nói với anh chạy ra ngồi dưới ghế đá đó. Và nguyên một đêm luôn, nguyên một đêm tới sáng lúc cỡ tầm khoảng 5:30 là bắt đầu anh lấy xe anh về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều mà ảnh cũng có chịu ra nữa là may mắn. Mà chứ... con nói cái gì? Con đó. Buồn cái gì? Quan trọng là con khóc. Con nói làm sao? Con nói tại con khóc lóc rồi con nói con buồn cái gì mà ảnh hết hồn anh chạy ra. Hồi đó là hồi xưa là nhà có cho đi bên, cũng có ý định là cho đi Nhật. Thì mình lại đang ở trong Sài Gòn vừa đi làm vừa đi học nữa. Thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc rồi vừa lu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Giờ em không có chịu nổi nữa rồi. Giờ em buồn quá hay là anh ra với em đi. Thế là anh này anh cũng có ra. Anh có ra rồi anh cũng tâm sự nguyên đêm như vậy đó. Nói chung là nói gì sao mà không ra được. Đúng không rồi, em? Dạ vâng. Nhưng mà em có tin đó là cái sự thật không? Dạ lúc đấy thì em không tin. Không tin nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi. 9 giờ em đi làm về tắm rửa để ngủ rồi. Thế là cô ấy mới nhắn bảo là anh ơi em buồn quá, chắc em đi nhảy cầu. Thế là lúc đấy em bảo thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu. Thế là em mới chạy ra. Thế em bảo thế em bây giờ muốn đi đi nhảy cầu nào để anh chở đi. Thì một mình buồn quá. Thế là em cũng dua theo. Kiểu em chọc chọc vui vui ấy. Để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy. Bởi vì em cũng nghĩ là cô ấy áp lực cuộc sống hay là cái gì đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện. Thế là mới khui ra câu chuyện là kể về người yêu cũ rất là nhiều. Rồi hỏi cô ấy hỏi một câu là anh có biết tình yêu và gọi là tình yêu và cái gì nhỉ? Tình yêu và tình thương là thế nào không? Thế là cô ấy gà cô ấy hỏi để mình nói. Thế là cuối cùng
hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau, ngồi thì cũng tâm sự tới 5 giờ sáng thì sau đó đi đi về. Và cùng hay thì không có yêu mà ngồi được với người ta 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình cảm đặc biệt là, với cô này. Bây giờ là mấy giờ nè? Bây giờ cỡ 7 giờ tôi đã ngà ngà, tôi buồn ngủ lắm rồi. Mà ngồi mà tới 5 giờ sáng. Không phải chịu. Không ngủ, không nghe, không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Thì em mình là khác, tuổi cao sức yếu, hoặc là do ngồi nhiều quá cho nên nó mệt. Còn tuổi này nó trẻ, đúng không? Nhưng mà trong lúc mà an ủi như vậy thì có khoác vai dỗ về, có ôm chút xíu không? Thì mình là đàn ông mà, lúc đấy mình cũng có khoác vai và vồ về. Thì thấy cô này sao cô cũng cũng để yên, thế là mình khoác vai luôn. Thế là lúc đấy em mới ngồi tâm sự tới sáng. Xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau. Nhưng mà không có nói gì. Không có em cũng không bảo là bây giờ em làm người yêu của anh, hay là cô ấy bảo là làm người yêu của em, mà hai đứa từ tới với nhau vậy đấy. Không ai mặc nói định luôn. Mặc định là đã yêu nhau đó, đúng không? Và dạ, như vậy là cái bẫy của em đã giăng thành công, đúng không? Đúng không em? Dạ đúng. tiếp theo là hôm đó xong là đã cảm thấy rất vui rồi. Là đúng rồi, đúng cái mục tiêu là mình đã nhắm tới rồi. Thì bữa đó là sang ngày hôm ngày Valentine, không phải, ngày Halloween. Bữa đó sang ngày Halloween thì rủ ảnh đi ăn, ảnh không có đi, mới rủ đi với bạn. Thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi thì lúc là đi ăn hủ tiếu. Thì có nói là bất phước lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng. Thì mình lại nói giờ không có tiền, giờ làm sao ta, là nghĩ trong đầu như vậy. Thế mà nói anh ơi, má chưa kịp gửi tiền lên, anh hay cái gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng. Từ đó xong là vẫn chưa trả lại. Tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nghe. Dạ. Bây giờ là tính ra cái tiền lời của cái 2 triệu đó là bây giờ bộn mà nghe cưng. Coi như là tình cảm vừa có xong là sau đó mượn tiền liền. Dạ. Coi như đã có duyên rồi, bây giờ tôi mắc nợ anh là chính. Mắc nợ luôn. Coi như duyên nợ coi như phải dính luôn. Gieo duyên rồi bây giờ gieo nợ luôn. Đúng không? À. Rồi sau đó sao nè? Rồi mấy ngày hôm sau nó tiến triển sao? Là lúc đó là mấy ngày hôm sau thì vẫn đi làm về bình thường, cũng kêu chờ dưới chỗ cũ, là cứ chờ dưới chỗ cũ đi thôi. Là không biết lúc đó là anh có thương mình như hay chưa, nhưng mà mình có ý định là cảm thấy là anh này đã ok rồi, là đã nhắm đúng đối tượng là mình đi thôi. Thì sang một ngày nào đó là buổi hôm đó là không có muốn về nhà. Lại anh lại có xe. Thì bữa đó là mới hỏi là xe bị hư em mới để ở nhà, thì anh kêu anh này anh chở em về. Thì chở em về thì bữa đó là tối 11 giờ rồi. Thì em kêu là thôi giờ em không muốn về, anh chở em đi đâu đi. Thì anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, kêu em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi, anh có rủ đi cà phê. Thì thường thì đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ lắm. Mất thời gian. Dạ đúng rồi. Thì đó là thôi, hay là anh có hỏi anh câu là giờ em muốn đi đâu. Thì em mới nói là hay đi khách sạn đi anh. Là nói là đi khách sạn đi anh. Anh này anh lại suy nghĩ cái gì á, lúc anh có sợ hay không? Bây giờ hỏi thẳng luôn đi. Lúc đó em nghĩ gì? Lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Thế là em mới rủ đi cà phê. Bởi vì cũng mới mấy ngày thì em bảo thôi bây giờ đi cà phê, bởi vì em có hay ngồi quán cà phê Thức ngay chỗ Quang Trung ấy. Thế là em hẹn cô ấy đi cà phê, không chịu. Đứng giường tư khoảng 30 phút rồi bảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là thôi giờ đi nhà nghỉ. Mình cũng hết hồn. Em cũng hết hồn luôn, không biết cô này tính khí sao mà mới có mấy ngày là rủ mình đi nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đó em từ chối. Em bảo thôi đi cà phê đi. Thế là cũng chành chành xíu bảo đi cà phê, nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. Thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Đấy, đi thì vào nhà nghỉ. Nhưng mà trước khi vào cô ấy vẫn bảo là không được làm gì ABC. Cô cũng bảo không được làm gì. Cô rủ mình đi nhưng mà cô lại nói trước như vậy. Trời ác vậy em. Chứ ác vậy. Rồi sao nè? Sao nữa? Kể tiếp này. Là khi mà vô là em vợ có nói là vô đây là không được làm gì hết, chỉ được ngủ thôi, tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Thì với đó là anh cũng bình thường, anh cũng không có động tay động chân. Cũng chỉ là ngủ thôi, nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo,
thì nó sẽ bị chật rồi ung thư khó chịu nữa nhỏ. Thì mình nghĩ là mình cũng suy nghĩ cũng giống má mình hồi đó mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi thôi, cởi áo ngực thôi và không làm gì hết. Thì bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm không ngủ mà cứ ôm ngủ thôi. Là vẫn thức mà khó chịu tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ là cứ ôm mà cứ thao thức miết rồi ôm vậy đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu? Bao lâu thì mới làm gì hết? Bao lâu cái gì người ta tới từ cái đó đến đó là có mấy bữa à. Bây giờ mình phải hỏi là bữa sau thì sao? Hôm sau đó, hôm sau thì sao? Phải hỏi bao lâu đi để cho nó tưởng là lâu hả? Không có tưởng. Không biết đâu chừng nó cả năm trời á. Bao lâu thì mới ăn nhau? 5 ngày sau. 5 ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Thế nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó là phải đi công viên trước là sớm rồi. Là vẫn đi công viên đi bình thường, đi nhắc nên nguyên một vòng công viên vậy đó. Xong rồi đi vô, mà cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa đó nha anh. Anh cũng kêu anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm rồi nọ tắt đèn hết rồi. Thì bữa đó là anh kêu bây giờ không biết anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im, vẫn sợ tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vẫn cái cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Anh có đặt tay rồi. Nhưng mà vẫn hất ra. Không được tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á. Mình cứ sợ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất cây quất ngựa truy phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nên là vẫn sợ vẫn nằm. Thì anh kêu là không sao rồi em, nhẹ lắm, không sao đâu anh, nói nhẹ không sao đâu. Là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Đây là người chồng đầu tiên và cũng là người đàn ông đầu tiên của con. Dạ. Sau đó thì sao em? Lúc đó em không cái cảm giác của em sau đó như thế là em bị bất ngờ không? Cô gái thì rất là dạn dĩ nhưng mà cuối cùng á thì thực sự là đó là cái lần đầu tiên của em có thấy bất ngờ không? Dạ em cũng thấy rất là bất ngờ nhưng mà lúc đấy mới 19 tuổi. Vừa em mới 19 tuổi. Cho nên là cũng trẻ mà. Cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em không bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái. Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Thì rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, dữ lắm. Làm tâm lý dữ lắm mới được. Như vậy là sao bữa đó là cái lẽ là cứ đi liên tục đúng không? Sau bữa đó là ghiền luôn. Ghiền luôn. Ghiền luôn. Một ghiền tuần luôn. Như vậy là coi như là không ngủ ở nhà mấy đêm. Một tuần 2 triệu tới khách sạn. Một tuần là 2 triệu tư. Một tuần là 2 triệu. 2 triệu tới khách sạn. Có chỗ 200, có chỗ 300. Như vậy là 10 ngày. Có nghĩa là một tuần có thể đi tới một tuần 7 ngày. Thì 6 ngày có thể là nguyên một tuần cũng có. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7. Tốn tiền dữ em. Rồi sau đó làm sao phải tính kinh tế chứ. Tại bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng. 2 tháng thì quen nhau. Thì quyết định hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sạn quá. Một tuần với 2 triệu, tháng với 8 triệu, 2 tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó đúng khỏe. Đúng rồi. Rồi sau này về sống chung, về sống thử luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không? Giận hờn, đòi chia tay, chia chân hay là những cái gì không? Hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Có một lần là trước khi mà yêu nhau ấy, lúc mà đang mới yêu khoảng tầm đầu một tháng ấy, thì cô đòi chia tay. Bởi vì biết được là trước đây là em có yêu 1-2 bạn gì đấy. Thì cô ấy bảo là cô ấy không phải là cái người duy nhất. Thì cô lại đòi chia tay. Khóc, cô ấy mới, đầu tiên cô ấy rủ em đi nhậu. Em nhậu đúng một lon xong rồi em say để em kể chuyện. Thì em kể nhiều chuyện quá thì cô ấy giận. Em muốn khui em đó. Kể chuyện người yêu cũ thì cô ấy giận. Thế là xong rồi cô ấy lại khóc rồi cô ấy bỏ về rồi đòi chia tay đủ thứ. Rồi em phải khuyên phải đứng dưới nhà ấy, đứng dưới nhà của phòng trò ấy. Rồi xong gọi rồi bảo là anh với em xác định lâu dài mà đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Rồi sau khuyên mãi đến 2 tiếng sau mới chịu xuống. Là cái lần đó. Dạ đúng rồi.
rồi sống thử như vậy, rồi có bị coi như là tai nạn vỡ kế hoạch trong kia không? Có lần bác sĩ bị vỡ kế hoạch, con nít bác sĩ quá có cưới không? Dạ có. Bữa đó là ngày 27 tháng 4 là phát hiện được là có em bé. Là có em bé xong là vẫn thấy rất là sợ, mà tới đó là đang bị đau bụng là vẫn phải đi khám. Thì cái động trời là 3 ngày 3 đêm khóc liên tục 3 ngày 3 đêm mà anh này cũng phải nghỉ việc ở nhà để mà dỗ. Mình lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi, mà không ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Mình phải nói là bây giờ không biết sao thôi đi bỏ. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé. Thì tại vì đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ, thì mình mới nói là thôi giờ bỏ đi anh. Cũng vừa khóc, cái miệng mình nói rất là mạnh nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. Thấy sợ, 3 ngày 3 đêm khóc than khóc trời, khóc mà làm đùng 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 hết. Là 3 ngày anh ở nhà anh cũng có lo lắng, anh sợ, tại vì anh này anh rất là thương em bé. Mà anh kêu có thì cứu thôi, cái gì đâu em. Ngày đó. Nhưng mà em thì sao? Em có nghĩ rằng là cái việc mà cô nói cô bỏ đứa nhỏ là thật không? Và em có sợ không? Dạ, đầu tiên thì lúc mà phát hiện bầu ấy, phát hiện bầu là cô nằm cô khóc. Sáng em mới ngủ dậy thì cô bảo có tin, xong cô nằm cô khóc. Khóc em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem. Thế là lát nữa cô mới kể bảo là hai vạch. Cô mới đưa xem hai vạch khóc, khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Thì trong trong bản thân của em nghĩ là cô ấy đòi bỏ thật. Bởi vì là quyết liệt lắm. Đến đến một tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ. Nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ. Bởi vì em về cái tâm linh ấy, thì em lại suy nghĩ đến cái việc là sau này cái hậu quả ấy, là có thể là cả hai đều phải gánh. Có thể là mình sau này mình yêu nhau lấy nhau rồi đấy, thì mình vẫn phải gánh cái điều đấy. Cho nên là em thiên về tâm linh. Và cũng là thương nữa. Thương, mình cũng là thương thật lòng mà. Đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Thế là cứ mỗi lần dần ấy, dần thì cô ấy lại bảo là mệt mỏi quá, đòi bỏ. Cứ khoảng tầm một tuần sau ấy, mỗi lúc mà mệt ấy, thai nghén mà. Thế là cô ấy đòi bỏ. Thì em ấy bảo là thôi bây giờ lên xe anh chở, anh chở đi đi. Thế là em giả vờ vậy, rồi em chở đi ăn. Xong là thôi. Lại quên con nít mà. Dạ vâng. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không? Hai đứa? Dạ có. Ba mẹ? Dạ. Phản ứng sao? Là đầu tiên anh gọi cho ba mẹ ngoài đó. Thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi. Thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung. Tội con người ta. Em có nghe câu đó. Thì lúc đó là ba mẹ biết rồi cũng bình thường. Ba mẹ cũng chung là vui. Khi mà anh gọi cho ba má của con á, thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ. Sợ lắm, bây giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi anh gọi xong là má có nói là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói với ba. Thì ba rất là nóng. Ba rất là giận về cái vấn đề, về vấn đề mà khi phát hiện là con gái mình đi học xa mà có bầu. Là sợ thứ nhất nữa, thứ hai nữa là sợ thằng này nó có đàng hoàng hay không. Rồi nhiều khi bỏ thì sao, là sợ cái đó. Khi đã nói về được thì má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi vậy chúc mừng, chúc mừng. Nhưng mà cái khi mà em biết tin là vợ có bầu á, cái cảm giác em như thế nào? Cảm giác em lúc đấy nó cũng bàng hoàng ấy, bởi vì chưa chuẩn bị gì hết. Mà vui không em? Vui, bản thân em vui. À rồi, như vậy là ổ bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi và đó bé lớn, bé gái. Và bé sau là 1 tuổi bé trai. Chà dạ. Như vậy là 2 năm nối hai đứa tiếp đó. Dạ. Nối tiếp luôn á, đẻ đứa này xong cấn đứa khác luôn á. Tại thương nhau quá mà cho nên là 2 năm hai đứa. Dạ, đúng không? Dạ. Với lại là làm liền để nuôi lần chó đã. Đúng không em? Ba mẹ có hỗ trợ trông nom giùm không? Hay là tự con chăm hai đứa luôn? Hồi đó là sanh hai bé là về nhà bên ngoại. Thì khi đó là 3 tháng sau là có dặn hai bé vô đây là tự chăm bé. Bây giờ là tự chăm luôn, giỏi. Bây giờ hiện tại là hai bé đang ở dưới ngoại. Là ở đâu em? Ở Đà Lạt. Đà Lạt à? Dạ. Bao lâu mới về với con? Dạ cứ 1 tháng là về 1 lần. Mới Tết đây con mới đưa hai đứa về thôi chứ thường thường là ở trên đó. Trước đây là ở trên này. Nó mà trên đó nó quen khí hậu với rảnh rồi là nó không có chịu về Sài Gòn đâu. Nghe. Rồi bây giờ thôi, tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp. Đúng không? Mà đẹp nhất là 2 năm hai đứa.
đó. Chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay, và các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này, đó là phần khui tật xấu của đối phương, đúng không? Bây giờ anh hỏi em trước đó, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu lắm. Rất là nhiều tật xấu. Thứ nhất đó là về việc mà gọi là muốn cái gì thì phải theo ý mình. Còn mà trái ý là mình giành liền. Ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó. Anh ơi, anh có thương em không? Cứ hở ra là hỏi anh có thương em không? Thì em cũng ngày trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Cứ hỏi thương em không thì mình bảo là không, thế là cô ấy giận. Lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương, thế là cô mới nói cái yêu cầu. Cô ấy muốn cái gì, ví dụ muốn ăn hay là muốn làm cái gì đấy thì hỏi. Thì vừa em mới hỏi thì khi mà em đáp ứng được ấy thì vui lắm. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Rồi nghĩa là hay giận, đúng đó, hay giận và muốn chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng. Không quan trọng đúng hay sai đâu, cứ quan trọng là chồng phải làm theo ý mình vậy đã. Vợ luôn luôn đúng mà. Rồi tiếp theo. Cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là phải gọi là nó rất là sao nhỉ? Khi ngủ ấy thì thích sờ soạng. Phải sờ soạng, phải ôm mới ngủ được. Đấy, đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vừa chồng thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy thì sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Không phải tật xấu, là tật xấu. Nó phải tật xấu em ơi, nó không phải tật xấu. Có hay bướng bỉnh không, bướng bỉnh hay cãi chày cãi cối không? Dạ vâng có. Cái đó là xấu nhất luôn đấy. Cái đó là xấu nhất. Cãi cho tới đó phải không? Cãi cho tới, nói chung là hay nói lắm. Cầm ram rồi cãi gì cũng cãi cho tới. Nhưng mà trước mặt vậy thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai, rồi tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên hay em nói thì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi. Mà sau đó thì lại tự thay đổi, tự sửa bên trong ấy. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn đúng dạ không? Dạ vâng. Con nít mà mới có 23 tuổi chứ mấy. Dạ vâng. Nhưng mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn. Nhiều lúc suy nghĩ chín chắn. Cái lúc tức giận thì vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì đó là cái sự nùng nìu ấy, có nghĩa là trong nhà đối với chồng thì vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy. Ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi còn gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Nhai đi nhai lại một câu chuyện phụ nữ có là thường vậy. Không, những cái chuyện cũ như là lôi ra nói lại á. Rồi cãi chày cãi cối. Nói chung lèm bèm là thường là của những người phụ nữ lớn tuổi nha. Con là con có đủ luôn đó, vừa nít vừa người lớn luôn là con á. Không, nhiều khi lớn lên cái lại hết lèm bèm. Rồi, bây giờ tới con. Ảnh thì không có nhiều tật xấu. Nói chung là ở từ hồi xưa, từ hồi lâu tới giờ là không có nhiều tật xấu. Chỉ có đúng một cái mà nó hòa, nó tới nó lui và không bao giờ sửa. Đó là mỗi lần tắm á, là mình cũng có cái chỗ để mình để cái đồ dơ. Ảnh là không có để đồ dơ. Cứ tắm xong dục cái bạch đi dưới đất vậy đó. Là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không, cái lần xong, ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ trong mấy giặt. Kêu chắc anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi và không bao giờ rút kinh nghiệm. Anh rút hoài cũng vậy à. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường con không có biết là đàn ông mặc như thế nào. Nhưng mà thấy chồng mình về mặc sau một lần đó là bộ cất với tủ. Xong rồi cách ngày hôm sau ngày hai mặc lại là một bộ đó mặc hai lần mới đi giặt. Tại không tiếc á. Tiếc lại còn mới quá đúng không? Còn mới quá cho nên mặc là, cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng máy lạnh đúng không? Đó cho nên rằng không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó. Và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á đồ cũng mau hư lắm. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có nhiêu đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố thì đâm ra thì mình lại nói nhiều.
nhủi chén mắm thôi là mình kêu là không có hai vợ chồng mà anh làm cả cối chén cả cối mắm vậy thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nó nhiều nữa, kêu không biết thì phải hỏi chứ sao mà làm như vậy, mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng con thay đổi cái gì? Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi, chỉ có bản thân con tự ngồi nhận ra thôi. Dạ vậy cứ vậy yên đúng không? Để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi. Giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi ảnh không thay đổi nhưng đâu có làm được, mình cũng tự đi làm với ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ. Rồi cưng thì sao? Em thì không muốn vợ thay đổi điều gì. Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá, cho nên là cái sự bồng bột ấy thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy thì chỉ cần là vợ là suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này vừa sinh được hai bé và làm vợ vừa phát triển kinh tế tốt. Đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Và em thấy rằng là người đàn ông sinh năm 95 này là quá hợp với em không? Dạ đúng rồi, quá hợp. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ. Từ từ á, lứa tuổi từ dạ, từ vâng. Bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi chứ khuyên gì giờ, giờ đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? Có đừng. Dạ, cũng có ý định là trời ơi, có ý định. Kế hoạch đi, thôi, kế hoạch đi. Trời ơi, tại vì bây giờ không ở chung á. Các con ở xa mình quá, không nên. Khổ từ ông từ. Bà. Nghe. Khổ ông bà. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ.